chào các bạn. Hôm nay tôi lại đi trên con đường Trần Hưng Đạo đấy các bạn này. Đây là đường Trần Hưng Đạo. Hôm nay tôi đi buổi sáng sáng sớm nên quay về trung tâm thành phố bên kia phía tây sông Hoàng ấy. Đây đã rất là rõ ràng đấy các bạn. Đây là đường Trần Hưng Đạo. Sắp đến ngày bán pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 rồi các bạn. Còn cỡ chừng 5-6 ngày nữa. Nên tôi làm một video về những cái phóng đài tại Phố Hoa cho các bạn xem. Đây là phóng đài Phố Hoa đấy. Đây các bạn thấy không, phóng đài Phố Hoa ở trong phía phía trước ấy. Trước tôi đã làm một video rồi, nay tôi tiếp tục làm một video nữa để các bạn xem đấy. Hôm nay tôi quay lướt qua thôi các bạn ạ. Lướt qua phía bên nhà phía đông cầu sông Hoàng, chỗ khán đài Phố Hoa, tôi quay lướt qua thôi. Và tôi qua bên kia đường Bạch Đằng, tôi quay về lại phía đông. Đấy, tôi quay lướt qua như vậy để cho các bạn xem thôi. Đây tôi qua cái đường Bạch Đằng. Tôi quay chỗ pháo hoa cho các bạn xem nè. Chỗ mà bán pháo hoa ấy, ở trên đường Bạch Đằng. Đây chỗ này là chỗ bán pháo hoa đây các bạn này. Đây chỗ này bán pháo hoa đây. Họ rồ, họ tráng, họ bô che lại rất là kính.